Hello, xin chào các bạn. Tôi, bác sĩ Đào Kim Ngân, bác sĩ thẩm mỹ nội khoa, chuyên gia hàng đầu về trẻ hóa vùng kín, trẻ hóa da và giảm béo. Hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ cho các bạn những cái sản phẩm nào làm trắng da và điều trị nám một cách hiệu quả nhất và các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được trên cái thị trường hiện nay. Các bạn thân mến, 80% phụ nữ Việt Nam của chúng ta bị tình trạng nám và tàn nhang. Các bạn thấy rằng cái tỷ lệ này cao hay thấp à? Rõ ràng là cái tỷ lệ 80% là rất là cao. Vì chúng ta ở trong một cái khí hậu là nhiệt đới, gần xích đạo nên vấn đề mà tiếp xúc cái tia UV của chúng ta rất là nhiều nên chúng ta dễ bị nám và tàn nhang. Thông thường khi chúng ta bị nám và tàn nhang thì cái việc đầu tiên là chúng ta tìm những cái sản phẩm để chúng ta có thể bôi lên da để mà chúng ta điều trị cái tình trạng nám tàn nhang này. Giữa một cái rừng sản phẩm hiện nay trên thị trường thì chúng ta khó mà có thể tìm cho mình được một cái sản phẩm nào phù hợp với cái tình trạng nám da của mình. Tại vì chúng ta nghe quảng cáo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, nào là cái sản phẩm này tốt, nào là sản phẩm kia tốt. Nhưng mà thực sự thì chúng ta sẽ rất, nếu mà chúng ta không hiểu rõ về vấn đề điều trị nám thì chúng ta rất là dễ hoang mang. Chúng ta thấy rằng chúng ta không biết chọn cái sản phẩm nào để phù hợp với cái vấn đề nám của da của mình. Hôm nay bác sĩ sẽ nói rõ cho các bạn chọn lựa như thế nào là những cái sản phẩm tốt và hiệu quả cho để điều trị nám mà một cách thành công nhất. Đầu tiên thì bác sĩ sẽ nói về vấn đề kem điều trị nám. Kem điều trị nám, các bạn thấy rằng cũng rất nhiều hãng đã sản xuất ra kem điều trị nám. Nhưng mà hiện nay các chuyên gia về da liễu thì người ta thấy rằng cái loại kem mà hiệu quả nhất trong điều trị nám đó là loại kem chứa 3 thành phần. Thành phần thứ nhất đó là hydroquinone 2-4%. Tại vì cái nồng độ của hydroquinone thì thực sự nếu hiệu quả thì nó phải là 4%. Nhưng những tình trạng mà nám nhẹ, nám trung bình thì chúng ta có thể sử dụng hydroquinone khoảng 2% là được rồi. Tại hiện nay trên một số quốc gia thì người ta cấm cái hydroquinone 4%. Tại vì người ta sợ rằng khi mà ức chế melanin mà thái quá như vậy thì da chúng ta sẽ không còn cái đề kháng với cái tia UV thì chúng ta dễ dàng bị đưa đến vấn đề là ung thư da. Nên một số quốc gia người ta cấm sử dụng hydroquinone 4%, nhưng mà một số nước thì vẫn còn sử dụng cái hydroquinone 4%. Cái thành phần thứ hai đó là gluconolone acetonic 0,01%. Cái thành phần này thì nó có tác dụng là nó sẽ làm dịu, làm giảm kích ứng. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng cái hydroquinone thì nó sẽ làm cho cái da của chúng ta sẽ dễ bị kích ứng. Và cái thành phần mà gluconolone này nó sẽ làm giảm kích ứng cho da. Thành phần thứ ba đó là tretinoin 0,05%. Nó là một cái dưỡng sức của vitamin A, có tác dụng tốt trong điều trị nám cũng như là điều trị mụn. Thì chúng ta biết cái ba cái thành phần chính của kem điều trị nám như trên thì chúng ta có thể chọn lựa bất cứ một cái tên biệt dược nào, cái tên thương mại nào có chứa ba thành phần đó là ok, chúng ta có thể sử dụng được. Thí dụ như trên thị trường bây giờ nó có cái kem Chiluma, cái Chiluma đó là kem ba thành phần. Ngoài ra thì đó là cái kem cơ bản ba thành phần của điều trị nám cơ bản các cha chuyên gia da liễu người ta hay sử dụng. Nhưng mà thực sự những cái kem ba thành phần này chúng ta chỉ sử dụng trong những tình trạng nám nặng hoặc là nám chân sâu. Còn những trường hợp mà nhẹ hơn, chúng ta có thể sử dụng những kem có thành phần là trị nám trắng da khác, ví dụ như là những cái kem có thành phần như là niacinamide hoặc là kojic acid hoặc là kojim Q10 hoặc là một số kem có thành phần là cái kem nó có thành azelaic 20%. Thì những cái loại thành phần đó nó có tác dụng trong điều trị nám, nhưng mà nó chỉ có tác dụng trong những trường hợp nám nhẹ hoặc nám trung bình mà thôi. Còn những trường hợp nám nặng thì những thành phần này nó không hiệu quả. Cái sản phẩm thứ hai chúng ta có thể điều trị làm trắng da trị nám được đó là mặt nạ trắng da. Thì các bạn nghe rằng là mặt nạ trắng da, nhưng mà thực sự những cái mặt nạ trắng da này nó có vitamin C hoặc là nó có tranexamic acid thì nó làm cho chúng ta da chúng ta sẽ cái vitamin C nó có tác dụng là ức chế cái men tyrosina và nó sẽ làm da của chúng ta sẽ trắng dần lên và nó sẽ giảm vấn đề nám. Cái sản phẩm thứ ba nữa để mà điều trị trắng da và điều trị nám đó là dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm ở đây thì chúng ta phải hiểu là nó có chứa thành phần là HA. Chúng ta đừng nghĩ rằng HA chỉ có tác dụng dưỡng ẩm, không có tác dụng gì trên vấn đề trị nám của chúng ta. Nhưng mà thực sự là khi chúng ta điều trị nám thì da chúng ta rất là bị khô, chúng ta thiếu nước. Nên là
vấn đề chúng ta cấp ẩm cho da thì rất cần thiết, và nó cũng hỗ trợ cho chúng ta cho vấn đề điều trị nám, cũng như là nó hỗ trợ vấn đề tăng sinh collagen để làm, giúp cho chúng ta làm trẻ hóa da. Nên chúng ta đừng bỏ qua cái sản phẩm này nhé. Khi các bạn điều trị nám bao giờ, chuyên viên về ý bao giờ cũng đưa thêm cho các bạn một cái kem gọi là kem dưỡng ẩm thì nó mới hiệu quả, nó sẽ làm cho các bạn đỡ bị khô da và cái vấn đề mà điều trị nám của các bạn nó sẽ tốt hơn. Và cái sản phẩm thứ tư cũng không kém phần quan trọng, đó là những cái sản phẩm đường uống. Đường uống thì bác sĩ cũng đã có một cái video nói về những cái sản phẩm đường uống để giúp trắng da, trị nám, ức chế sắc tố. Đó, như hôm nay thì bác sĩ nhắc lại, đó là chúng ta gồm có gì? Có đường uống, vitamin C uống. Uống các bạn có thể uống từ một ngày từ 500 tới 1000 mg. Nhớ là uống vitamin C thì nên uống buổi sáng tới trưa thôi, và các bạn phải uống thật là nhiều nước để chi, để chúng ta giúp cái đào thải. Chúng ta sẽ làm nhẹ cái vấn đề mà đào thải qua đường thận. Thì khi mà vitamin C các bạn uống liều cao hoặc lâu dài, hoặc các bạn uống buổi tối, thì cái thận của mình nó làm việc nó sẽ không có, nó sẽ dễ bị gây sỏi thận. Nên chúng ta không nên uống vitamin C vào chiều tối, hoặc là uống với ít nước. Nên cô chú ý một điều là nhớ là uống với nhiều nước. Cái uống thứ hai là chúng tôi uống glutathione. Cái viên glutathione chúng ta uống khoảng 1000 mg một ngày, thì nó cũng giúp cho làm ức chế sắc tố và làm trắng da. Cái sản phẩm uống nữa là chúng ta có thể uống, đó là tranexamic acid. Tranexamic acid bản thân nó là một cái chất mà điều trị rối loạn đông máu. Những cái trường hợp mà chảy máu kéo dài thì người ta sử dụng cái tranexamic acid để điều trị trong y khoa, nhưng mà sau này người ta đã nghiên cứu thấy rằng là cái tranexamic acid này nó làm ức chế cái men tyrosina và nó sẽ làm cho da chúng ta trắng lên và điều trị nám. Và dĩ nhiên cái hàm lượng điều trị giữa hai cái nó sẽ khác nhau. Cái liều lượng của tranexamic acid trong điều trị trắng da trị nám chúng ta chỉ sử dụng khoảng 75 mg một ngày là đủ. Cái thứ tư đường uống đó là L-cysteine. Thì đây cũng là một cái chất ức chế sắc tố rất là tốt. Thì các bạn sử dụng thường xuyên thì các bạn sẽ có một cái làn da để chúng ta sẽ trắng dần lên và cái vấn đề nám chúng ta sẽ được cải thiện. Tuy nhiên cái vấn đề mà chúng ta sử dụng viên uống để trắng da trị nám thì chúng ta phải đòi hỏi phải có thời gian. Các bạn phải uống từ 3 tới 6 tháng. Tức là sau 1 tháng thì bắt đầu những cái sản phẩm này nó mới có tác dụng, và chúng ta phải sử dụng từ 3 tới 6 tháng thì nó mới có kết quả. Các bạn thân mến, tôi vừa cung cấp cho các bạn 4 cái sản phẩm mà làm có thể chúng ta, da chúng ta sẽ càng ngày càng trắng lên và chúng ta có thể cải thiện được cái vấn đề mà chúng ta bị nám da. Các bạn thấy rằng cái đề tài này nếu mà lý thú, các bạn hãy like, hãy share và đừng quên đăng ký kênh YouTube của tôi, kênh YouTube Bác sĩ Đào Kim Ngân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.